tiêu đề thì email chúng ta sẽ thấy rằng số ký tự cũng giới hạn. Chúng ta thảo luận việc gì thì chúng ta email trực tiếp việc đó, đúng không ạ? Ví dụ như là chào hàng, hợp đồng, tư vấn, online marketing, chọn gói. Đấy, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Tôi muốn trao đổi như vậy. Ok, phần nội dung, đây chính là phần nội dung. Phần nội dung này thì tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm để gửi email sao cho hiệu quả và nó chất lượng. Thì cái nội dung email này là chúng ta có thể gửi được chữ viết, tức là text đấy, hình ảnh, image hoặc photo đấy, đường link, website đúng không ạ, YouTube, mã chúng ta có thể gắn vào. Rất nhiều các dịch vụ chúng ta đều có thể đưa vào đây được để chúng ta làm. Chẳng qua là các bạn không để ý thôi, ở phía dưới này đúng không ạ, chúng ta sẽ thấy là có đính kèm file này, đúng không ạ, có gửi những cái file nặng thì chúng ta có thể gửi trên Google Drive, đúng không ạ, chúng ta có thể kèm theo hình ảnh, đường link và những cái emoji, tức là những cái gì ạ, biểu tượng. Chúng ta có thể chèn những biểu tượng này vào cùng. Thì ở đây thì trên này là những cái phông chữ, canh lề, canh lối, vân vân. Thế thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái bố cục của nội dung chúng ta gửi như thế nào. Thì có rất nhiều các cái bố cục nội dung, nhưng mà tôi quan tâm đến cái là gửi email trong công việc. Thì tôi sẽ đưa ra một số cái gợi ý như sau. Muốn gửi email trong công việc tốt, chuẩn chỉ thì các bạn sẽ nên có những cái bước như thế này. Thứ nhất, phần đầu thư chúng ta bao giờ cũng là phần chào hỏi nhá. Đầu thư là chào hỏi. Chúng ta chào hỏi như nào, đúng không ạ? Dear anh Phan Anh, đúng không ạ? Gửi anh Phan Anh, gửi quý công ty A, gửi quý công ty B. Nếu như chúng ta biết đang gửi cho ai, chúng ta nên kèm theo các cái chức danh của họ vào, đúng không ạ? Thí dụ như kính gửi anh Phan Anh gạch ngang là giám đốc công ty X, đúng không ạ? Kính gửi chị A anh B, trưởng phòng kinh doanh của công ty Y, vân 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 vân. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái màn chào hỏi luôn luôn là như vậy, được chưa? Tiếp tục, sau đó là chúng ta sẽ viết vào phần nội dung chính. Thì trong phần nội dung chính thì cái phần đầu tiên chúng ta làm cái điều này nó cũng giống như là cái giảng bài tờ lập văn thôi. Chúng ta nên làm như thế. Phần đầu tiên là bao giờ chúng ta cũng sẽ nói một số những câu mang tính là để khởi động nhá, phần khởi động. Tức là ví dụ như là tại sao tôi lại gửi cái email này có những nội dung gì, tôi là ai, tôi đại diện cho đơn vị nào, để tránh cái việc đường đột cho người nhận quảng cáo, người nhận email, đúng không ạ? Xin chào anh X, chị Y, công ty Z, được chưa ạ? Tên tôi là Phan Anh và tôi là giám đốc công ty B, đúng không ạ? Tôi rất hân hạnh được chia sẻ với các anh chị, được hướng dẫn các anh chị, được thảo luận với các anh chị một cái vấn đề như này. Chúng ta sẽ có một cái phần khởi động. Phần khởi động này mục đích là để mong muốn là người ta biết rằng tôi là ai, đúng không ạ? Tại sao có cái email này, tránh việc đường đột, và để người ta theo dõi cái nội dung phía bên dưới làm sao cho nó thuận tiện, được chưa ạ? Phần nội dung phía bên dưới thì do email nó là chủ yếu là nó là phần text, thì các bạn nên sử dụng cái phương pháp là có những nội dung gì thì chúng ta sẽ chia thành các văn bản nội dung đó. Thí dụ như tôi thường đi vào việc là thứ nhất là gì đấy, đúng không ạ? Vâng, tôi xin giới thiệu, được chưa ạ? Vâng vâng vâng. Thứ nhất, hai chấm, là một cái chủ đề gì đấy, đúng không ạ? Thứ hai là một cái chủ đề gì đấy. Chúng ta viết hết ra. Viết làm sao là gì ạ? Đơn giản, dễ hiểu, trực tiếp và gì ạ? Câu cú đầy đủ, không sai lỗi chính tả. Sử dụng ngôn từ thì chúng ta sử dụng ngôn từ gọi là business style, tức là chúng ta tạm hiểu đến là phong cách ngôn ngữ là gì ạ? Trong cái công việc, trong cái kinh doanh, đúng không ạ? Anh chị và xưng tôi, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta biết người đấy chính xác là ai, lớn tuổi hơn thì chúng ta có thể xưng hô theo cái chức danh, đúng không ạ? Cô chú và xưng cháu, nếu như chúng ta biết, và chúng ta không biết thì cứ anh chị và tôi, được chưa ạ? Ngôn từ là đơn giản, dễ hiểu, trực tiếp. Câu cú là chúng ta cũng hết sức là đơn giản, không cần viết quá cầu kỳ, dài, lê thê, đúng không ạ? Bởi vì người ta đọc email, người ta muốn là vào ngay cái nội dung chính. Bởi vì chúng ta đang làm công việc, chúng ta đang gửi email cho đối tác, chúng ta đang gửi cho đồng nghiệp, chứ không phải là chúng ta viết email theo kiểu là chúng ta gửi thư cho bạn gái, gửi thư cho
gấu ở phương xa, vân vân, theo một cái cách là chúng ta có thể không biết bắt đầu từ như nào. Còn ở đây chúng ta là style, là business, tức là cái phong cách dành cho doanh nghiệp, doanh nhân. Vào vấn đề trực tiếp, đúng không ạ? Thưa gửi, sử dụng ngôn từ làm sao cho nó đắt, hiệu quả. Đấy, càng dễ hiểu càng tốt, càng mạch lạc càng tốt. Bởi vì trong một email có thể các bạn sẽ phải trình bày rất nhiều các vấn đề. Thì tôi thường có thói quen sử dụng theo cái cách như vậy. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, thứ tư là, hay là vấn đề 1, vấn đề 2, vấn đề 3, vấn đề 4. Đấy, để làm gì? Trong một cái email tôi có rất nhiều cái câu hỏi. Ví dụ tôi gửi email cho họ, tôi muốn là gì? Bạn hãy gửi hợp đồng cho tôi, đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là tôi có thể như này không? Vấn đề thứ ba tôi có thể như kia không? Có rất nhiều câu hỏi. Thì chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Được chưa? Đấy là phần nội dung chính của email. Nội dung chính của email là tất cả các câu hỏi, là tất cả các chủ đề mà bạn cần thảo luận, bạn cần quan tâm. Được chưa? Vâng, đến cái phần tiếp theo của email. Đấy là chúng ta sẽ có một cái phần là nói một chút xíu trước khi chúng ta dừng email, đúng không ạ? Cái phần này tôi cũng không biết đặt tên nó là gì cho nó chính xác, nhưng mà kiểu như là chúng ta có thể là có những cái gợi ý cho cái người đọc là các bạn sẵn sàng thảo luận, các bạn sẵn sàng lắng nghe, các bạn rất là mong muốn một cái cơ hội gặp gỡ và để làm việc, đúng không ạ? Thế thì cái phần này trước khi kết thúc là cái phần cảm ơn ấy, thì bạn nên có những câu ví dụ như là công ty chúng tôi rất mong muốn là gì ạ? Có thể được thảo luận cùng với quý khách. Công ty chúng tôi rất mong nhận được cái sự chia sẻ, đồng hành của quý khách, đúng không ạ? Mọi các vấn đề chi tiết, nếu như có cái gì đấy không hiểu thì xin vui lòng hãy liên hệ với tôi, vân vân vân. Đấy, thì cái phần đấy chúng ta có thể hiểu nó là trong đoạn văn, nó là phần kết thúc trước khi chúng ta nói lời cảm ơn. Thì chúng ta đưa ra những cái câu như vậy cũng rất là hay. Và chúng ta cố gắng là chúng ta chốt được một cái gì đó. Ví dụ như là chốt là gì? Anh chị vui lòng trả lời email này trước ngày này. Anh chị vui lòng trả lời cho tôi bằng cách là xem file này, gửi hợp đồng cho tôi. Chúng ta cố gắng chốt một cái gì đó rất là rõ ràng. Bởi vì rất có thể phía bên trên chúng ta sẽ làm nó lê thê. Thì phía bên dưới là chúng ta sẽ làm phần kết thúc, đúng không ạ? Là chúng ta chốt các cái vấn đề, thời gian, đúng không ạ? Công việc. Cái phần tôi trình bày là như vậy. Bây giờ tôi chốt với các anh chị, đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, xong. Và cuối cùng, đấy là phần cảm ơn và gì ạ? Liên hệ. Phần cảm ơn và liên hệ là gì ạ? Vâng, xin rất là cảm ơn các anh chị đã xem cái email này. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian ra cho chúng tôi. Và chúng tôi rất mong nhận được cái sự quan tâm hay là phản hồi sớm hay là phúc đáp sớm của các anh chị. Thì cái ngôn từ như tôi nói là chúng ta sử dụng những ngôn từ nó rất đắt đỏ như vậy thì nó sẽ tạo ra sự chuyên nghiệp. Bởi vì đôi khi chúng ta gửi email thì chúng ta cũng có những kinh nghiệm nhất định, nhưng mà đôi khi chúng ta nó hơi úi xùi chẳng hạn, hay là cái văn phong chúng ta nó cũng chưa được mạch lạc, thì đây là những cái gợi ý. Và chúng ta hãy cẩn thận, tức là trước khi bấm nút gửi thì chúng ta phải rà soát lại hết các ý tứ, rồi bôi đen, bôi đỏ, in hoa, in đậm. Đấy, rất nhiều những cái cách, bởi vì ở đây chúng ta cũng có thể format được thư, đúng không ạ? In đậm, in nghiêng như thế này. Chúng ta cũng có thể sử dụng những cái biểu tượng, hoa thị, rồi la mã, vân vân, để cho nó mạch lạc cái thư mình gửi cho khách hàng. Được chưa? Và đặc biệt là chúng ta phải đưa ra cái phần thông tin liên hệ. Hiện nay tôi nhận được rất nhiều các email mà không có phần thông tin liên hệ.